Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam của giải cầu lông Badminton Unlimited do Quốc Việt Badminton tổ chức. Phía bên màn hình cặp đôi Trọng Nghĩa và Trí Đức, phía sau màn hình cặp đôi Hiếu và Huy, cặp đôi đến từ Hải Phòng. Điểm số đang là 3-1 nghiêng về cặp đôi Hiếu Huy. Ở ngoài sân, đội điểm 2-3. Lượt trận tiếp theo, xin mời các đôi Hoàng Anh Lâm và Nam Kiệt, Hùng Long và Hơn Đức, các vận động viên chuẩn bị. Thank you.
Hey!
Thank you.